Ok, hôm nay mình sẽ quay lại với lại cái sản phẩm TV Panasonic. Sản phẩm TV Panasonic hiện tại mình đang chia sẻ là model E410V, nhưng mà nó cũng chung với lại nhiều cái model dòng khác. Tức là khách hàng sẽ thấy có cái này. Cái này đấy. Cái này tối. Đó, cái này nè. Cái này là thực chất là cái tem của hãng. Ghi chú ở đây. Bật tắt nguồn rồi đó, thì nhiều khách lại tưởng cái này là cái nút cảm ứng, bấm vô sao nó không bật tắt được. À chắc thì hãng họ thiết kế đây là chỉ là cái tem để chú thích thôi, chứ cái nút sạc ra là nằm nhích vô trong, nhích nhích vô trong xíu nữa. Này là cái tem, còn cái nút là bên này đó, mà khách đang lắp áp tường á nên khách không có thấy. Khách chỉ thấy được cái này hơi lô lô ra thôi, còn mặt này là khách không có để ý thấy. Thì khách bấm ở đây sao nó ủa không bật tắt được, là tem thôi nha, tem dán đương nhiên là không bật tắt được rồi. Cái nút vật lý cứng nó phải thụt vô trong đây, thụt vô thêm một ngón tay nữa đây, đây mới là cái nút bấm nè. Ok,